Có nút giữa đây nè, cái nút giữa này chúng ta đè. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cái mẫu xe mà thuộc về mẫu xe điều khiển nữa. Thì sau khi các bạn mua sản phẩm này về thì các bạn tháo hộp ra và lấy hết tất cả những sản phẩm bên trong ra nha. Thì ngoài sau lưng này nè các bạn, nó sẽ có cái đầu dàn ốc. Chúng ta tháo ốc ra. Nó sẽ có một cục sạc nữa, cái này là pin sạc nha. Nó sẽ có một cục sạc nữa nè. Thì cái xe chúng ta cũng tháo ra. Ở dưới này nó cũng có 4 ốc nè. Sau khi các bạn tháo sản phẩm ra thì ở dưới này nó sẽ có 4 viên pin. Chúng ta phải lắp 4 viên pin vào nha các bạn. Khi chúng ta mua sản phẩm này về thì bên trong sản phẩm nó sẽ có 4 cục pin sạc luôn. Thì chúng ta tháo cái này ra, chúng ta lắp 4 viên pin vào. Thì cái đầu sạc nó sẽ nằm ở chỗ này nè các bạn. Đây, chỗ sạc đây. Lưu ý giùm em là sạc khoảng 30 đến 45 phút thôi nha các bạn, là pin sẽ đầy nha. Đừng sạc quá là pin nó sẽ bị chai á. On off nè, chúng ta bật lên là on là chơi, còn bật xuống là tắt ha. Rồi. Thì ở dưới cái sản phẩm này nó cũng có dùng 2 viên pin luôn. Các bạn lắp 2 viên pin vào dưới này ha. Các bạn lắp 2 viên pin vào. Pin này là dùng pin con ó nha, hết pin thì chúng ta thay pin thôi. Thì cái điều khiển này là điều khiển cảm ứng nha các bạn. Nó chạy được khoảng cả 10 mét á. Nè, cái điều khiển này chúng ta lắc là nó cũng sẽ điều khiển được, nó cũng sẽ bẻ trái bẻ phải được luôn nha. Và trên cái cục điều khiển này nó cũng có cái nút bẻ trái phải luôn nè. Đây, cái này đây là bấm lên là bẻ trái nè, bấm xuống là trái phải nè. Còn bên đây là nút này điều khiển tới luôn nha các bạn. Lúc này chạy tới nè, lúc này chạy lui. Đó. Các bạn xem ha, ở đây nè, có nút giữa đây nè, cái nút giữa này chúng ta đè xuống đây là cái cánh á, tự động nó mở các bạn ha. Cái khi sản phẩm chạy ở đằng chính, có hai bóng đèn đằng chính cũng có đèn luôn nha. Đây, có đèn sáng luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một sản phẩm mới nha. Bye bye.